chiến thắng. Dù gian nan dẫu khó khăn ta chẳng sợ, cách ly khoanh vùng đảng ta ra sức quyết liệt. Toàn dân ta ơi, nhớ nhắc nhau chấp hành tốt hơn. Ta đi đâu phải nhớ khẩu trang mang theo bên mình, dung dịch rửa tay sát khuẩn. Mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương dang rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chưa dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành đất nước ta càng bình an. Về từ nơi nào có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân để nước Nam ta an toàn. Quê hương dang rộng vòng tay ôm lấy mình, thì mình phải biết chớ dối gian trung thực nhớ chưa. Ta cách ly 14 ngày thôi nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người. Vậy ta phải tự giác chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiên tri. Ý thức ta chấp hành đất nước ta càng bình an. Bao nhiêu con người cùng sông pha lên đường, đội ngũ y tế đã dốc sức dốc lòng chiến đấu. Bộ đội của ta vác ba lô đi lên rừng, bao nhiêu tấm lòng mạnh thường quân quyên góp tiền để cùng đất nước góp sức chung tinh thần nước Nam. Ta chung sức để quyết đồng tâm chiến thắng, cố ghi vẻ vang Việt Nam trong gì để cùng một chỉ hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam. Ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng trong dịch vẻ vang. Thế giới sớm đẩy lùi được đại dịch Covid để cuộc sống trở lại bình an.